Ngày mai là tôi lên đường để chuẩn bị sinh em bé rồi mấy bà ơi. Tại vì đứa đầu của mình sinh mổ á, cho nên là bé thứ hai này thì không có đợi chuyển dạ sẽ ảnh hưởng tới vết mổ. Cho nên là qua 38 tuần thai khỏe mạnh là bác sĩ chỉ định mổ để bắt em bé ra. Hổng gậy thì phay phay à, mà bữa nay gần tới ngày mổ rồi cũng sợ y như tập đầu vậy đó mấy bà. Trời ơi, nhớ mà mổ ra xong rồi hả, nó hết thuốc tê á, nó nhức gì đâu luôn á. Đồ dùng của bé thì lúc hổm mình đã giặt sạch hết rồi, hôm nay thì đem ra soạn lại để mà đem đi. Mình sinh đứa đầu thì cách đây cũng 5 năm rồi, cho nên là cũng không có nhớ nhiều lắm mấy cái món mà đem theo. Cho nên nó là lên mạng để xem người ta hướng dẫn là đem theo những cái món gì. Nhưng mà mình cũng không có đem đồ nhiều lắm mọi người, mình chỉ đem vừa phải thôi à. Tại vì sinh mổ tầm khoảng 4 ngày là mình được về rồi. Lỡ mà có thiếu đồ thì chạy đi mua, chứ đem nhiều quá xách đi nó cồng kềnh quá à mọi người. Còn quần áo của mình thì mình sẽ mặc một bộ lúc đi nè, và xếp thêm một bộ để dành ra viện để mặc về, và đem thêm một số đồ dùng cá nhân cần thiết để mà xài. Người ta nói đổi đầu con thì em bé nó hành khác nhau, mấy bà có thấy như vậy không? Bé đầu của mình là tới 40 tuần mình mới sanh, nhưng mà lúc đó mình chỉ cảm thấy nặng cái bụng thôi. Còn đối với bé này nè, tầm khoảng tuần 33 trở đi là mình đã mệt mỏi rồi đó. Soạn xong cái vỏ đồ thì mình kêu ông chồng của mình trở lại tiệm để hớt tóc cho nó ngắn bớt. Có bà nào gần đi sinh mà hớt tóc giống tôi không nè? Mình nhớ là sau sinh là tóc rụng dữ dội luôn, cho nên là mình hớt bớt cho nó bớt cái phần tóc khô để mà nó đỡ rụng. Với lại là trong thời gian mình ở cữ để tóc dài quá nó cũng mệt quá mấy bà ơi, cho nên là tôi hớt ngắn bớt cho nó nhẹ nhẹ cái đầu một chút. Bà nào biết cách trị rụng tóc sau sinh thì chia sẻ cho mình biết với nha.